Trịnh Trọng dâng tặng Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 90 và các bậc tiên liệt đã anh dũng hy sinh vì giải phóng dân tộc và thành lập Trung Quốc mới. Dùng trường trung học Thành Thành để yểm trợ, học sinh giác súng, hát vang bài hát là đi. Là trường do đảng lãnh đạo, 8 người thì có 7 người là học sinh trường Thành Thành. Năm đó khai giảng vào ngày 24 tháng 9, không thể theo chủ nghĩa tự do, đầu tiên phải chiếm đất liền. Giờ sức nhớ những năm tháng ở trường trung học Thành Thành. Huyện trưởng, thôn trưởng cũng là quân du kích, không ai phản bội cả. Tên ngụy binh cũng từng được sửa. Hô to đảng Cộng sản muôn năm, đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Lúc đó mới biết chúng tôi rất anh dũng. Nhiệm vụ của chúng tôi rất gian nan. Tôi ở sau bức tường thành, nhìn thảm cảnh tàn sát. Không tự do thà chết đi. Trường Trung học Thành Thành Thái Nguyên Sơn Tây thành lập năm 1924 là một ngôi trường có truyền thống cách mạng vinh quang. Thầy trò các trường lấy có đức có lý, làm tốt chuyện mình mới có thể giúp người khác làm tôn quấn. Sau chiến tranh kháng Nhật bùng phát, cuộc Bắc phương Trung ương Đảng Cộng sản, Bắc lục quân đóng quân ở nơi thành lập ba cơ quan lớn công quỹ tỉnh Sơn Tây của Đảng Cộng sản vào trú trung trường Trung học Thành Thành: Châu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Chu Đức, Bành Chân, Dương Thượng Côn. Gia đình cách mạng cả đời ở giai cấp vô sản đều từng lưu lại dích tích chiến tranh ở nơi này. Trường Trung học Thành Thành trở thành bộ chỉ huy tiền tuyến của chiến tranh kháng Nhật phía Bắc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thời khắc quan trọng dân tộc diệt vong, thì hơn 400 thầy trò trường Trung học Thành Thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản bỏ chữ theo quân, cùng vượt khó khăn với đất nước, thành lập đội du kích kháng Nhật của giáo viên học sinh, chuyển chiến địa về Tây Bắc, vào đóng quân núi Đại Thanh, dùng máu tươi và sinh mạng để viết nên văn thơ chủ nghĩa yêu nước vang vọng núi sông. Bộ phim Gió Lửa Thành Thành. Hành động cứu viện. Năm 1941, quân Nhật đã càn quét thê thảm căn cứ địa núi Đại Thanh Sơn. Bắt hắn cho tôi. Mọi người tập trung đánh hết sức mình. Lão Diêm, không sao chứ? Còn sống, còn sống. Tham mưu Mạnh, điện báo của tư lệnh. Báo cáo, báo cáo, điện báo của lão tổng hạ. Đội 4 có 3 anh em họ Nghiêm đúng không? Có Nghiêm Quá Cảnh, Nghiêm Quán Diệu và Nghiêm Quán Xuân. Phóng lưỡi tê, đột phá dòng dây. Dân
Tư lệnh, đây là báo cáo thống kê thương vong của bộ đội. Bộ đội thương vong rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Lần này quân Nhật chỉ phối hợp với kế hoạch càn quét quân sự qua Bắc của họ. Đã từ Đại Đồng, Tập Ninh, Quy Tuy điều động trọng binh bao giờ chúng ta, muốn đuổi hết chúng ta ra khỏi núi Đại Thanh. Chắc chắn cần kế hoạch đập nát kẻ địch. Kẻ địch đã phong tỏa chúng ta. Bây giờ lương thực, đạn dược đều đang thiếu trầm trọng. Cái này là muốn chúng ta đói chết đây mà. Bao dây trùng trùng nhiều lần đánh giết. Giờ chúng ta đã mất liên lạc với rất nhiều đội. Tình hình không ổn chút nào. Chỉ dựa vào cái này thì làm sao có thể giúp chiến sĩ no bụng đây? Giờ các chiến sĩ uống cái này làm sao mà đánh nổi? Phải rồi, lúc đột phá dòng dây, tôi có hỏi ba anh em và họ Nghiêm đấy. Họ là bạn học của tôi. Lão đại Nghiêm Quán Cảnh là bạn cùng lớp với tôi. Lão nhị Nguyên Quán Diệu, lão tam Nguyên Quán Xuân đều nhỏ hơn tôi một cấp. Lúc tuyến 38 tiến vào núi Đại Thanh, lão nhị Nghiêm Quán Diệu đã hy sinh ở vùng núi Mang Hãng. Lúc đó là đội trưởng của một chi đội trong 4 đội. Tôi nhớ người này. Lúc Kỳ Minh Thành lập doanh trại, Nghiêm Quán Cảnh chính là đội trưởng. Sau khi kẻ địch càn quét, họ nghe theo mệnh lệnh, theo liên hai hoạt động ở Võ Xuyên. Tư lệnh, sao anh lại hỏi về họ thế? Quán Cảnh cũng đã hy sinh rồi. Xông lên! Các anh em, giết! Giờ lão đại Nghiêm Quán Cảnh cũng đã hy sinh. Chỉ còn lại lão tam Nghiêm Quán Xuân. Sự hy sinh cho cách mạng của họ quá vĩ đại. Đúng đó. Không chỉ là họ, mà giờ cả dân tộc Trung Hoa đều đang hy sinh để đuổi quân Nhật ra khỏi lãnh thổ của mình. Họ là tinh hoa của dân tộc. Nghiêm Quán Xuân này giờ đang ở đội nào? Anh ấy đang là chiến sĩ ở Liên Ba, biểu hiện rất tốt, không hề kém hai anh của mình. Liên Ba sao? Lúc quân ta rút lui, Liên Ba phụ trách kiểm chân đại đội địch, cho quân ta thời gian quý báu để đột phá dòng dây. Vị trí hiện tại của họ là ở đâu? Cũng không rõ nữa. Đây là vị trí trong điện báo cáo cuối cùng của họ. Sau khi kẻ địch càn quét, họ đang rút vào trong núi. Chắc không quá phạm vi trăm dặm đâu. Anh siêu đoán rất có lý. Nghe nói nhà họ Nghiêm chỉ còn lại một người cha già, mẹ họ đã qua đời từ rất lâu. Mạnh Hiểu Đông, có hai anh em nhà họ Nghiêm đã hy sinh vì cách mạng. Chuyện này lão Tổng Hà đã biết rồi. Lão Tổng Hà điện đến muốn tôi giữ quyết mạch cuối cùng cho nhà họ Nghiêm. Cách mạng cũng nói tình người. Chúng ta không thể để người già hy sinh vì cách mạng, mất đi hy vọng cuối cùng. Chúng ta phải giữ lại gốc rễ cho nhà họ Nghiêm. Cho nên, cho dù Nghiêm Quán Xuân họ đang ở đâu, chúng ta cũng phải tìm được họ, đưa họ về đây. Hoàng Thanh, Hiểu Đông. Hiểu Đông, sao rảnh rỗi đến chỗ tôi? Tìm anh có việc. Có nhiệm vụ à? Ừ, hay quá, tôi đang bị buồn chán chết đây. Tư lệnh nói thế nào, đánh ra sao? Không phải chuyện đánh nhau. Vậy thì chuyện gì? Vừa nhận được tin Nghiêm Quán Cảnh cũng đã hy sinh rồi. Chuyện lúc nào thế? Hôm qua.
Tôi đã hiểu ý tư lệnh. Lần này là thâm nhập quân địch, tiểu đội tác chiến, quan trọng là năng lực tác chiến và năng lực ứng phó của từng binh sĩ. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chọn mấy người giỏi. Đi thôi. Thế nào? Chỉ ba người họ sao? Ba đồ. Lý Lão Thuyên. Lý Lão Thuyên. Bác Ngư Nhi. Anh đừng xem thường họ. Họ đều có tuyệt kỹ đấy. Tôi thấy hành động lần này chỉ 5 người chúng ta đi là đủ rồi. Đông người sẽ bất tiện. Lần này gọi các anh đến là có nhiệm vụ muốn giao cho các anh. Nhiệm vụ gì? Là đến khu địch chiếm đóng, nhỏ mắt cho bọn Nhật. Dám không? Dám. Lý Lão Thuyên, anh là con rùa sao? Anh chưa ăn cơm hay bị trĩ? Bỏ tay xuống cho tôi. Đứng ngay ngắn. Đứng ngay ngắn, tôi hỏi lại lần nữa, có dám không? Dám, liên trưởng. Tôi nghĩ là lời của cấp trên là chúng tôi phải phục tùng. Nhưng cậu xem tôi lớn tuổi như vậy rồi, chân cũng không tốt nữa, sợ không nhanh nhẹn làm lỡ chuyện của các cậu. Bác Ngư Di, anh thì sao? Tôi phục tùng mệnh lệnh. Vậy mới đúng chứ, đừng có bắt chước sư phụ của anh. Vì mà chân yếu, chân không nhanh nhẹn. Lần trước lúc rút quân tôi thấy anh ta chạy còn nhanh hơn ngựa. Tôi nói cho anh biết, lần này là tử lệnh. Anh đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Có hiểu hay không? Hiểu rồi. Chưa nghe, hiểu rồi. Được rồi, chuẩn bị đi. Lý Lão Thuyên đó là một tên lính già. Anh đừng thấy anh ấy nhìn thành thật trung thực, bán anh lúc nào cũng không biết. Nhưng anh ấy hiểu ngựa, chỉ cần có liên quan đến ngựa thì anh ấy đều biết hết. Ba đồ, người Mông Cổ, sành bắn cung, còn rành sử dụng phi đao. Hai ba người bình thường không phải đối thủ của anh ấy. Còn bác Ngư Nhi kia là đệ tử của Lý Lão Thuyên, từ nhỏ đã săn bắt trong núi. Chỗ nào anh ấy từng đến thì anh phải cẩn thận. Vậy họ có những gì tư tưởng không? Hiểu đâu anh lại sao nữa vậy? Bảo chúng tôi đi cứu người chứ đâu phải làm chính trị. Anh không thể nói như vậy. Đây là lệnh của lão tổng hạ đấy. Không thể để ra sơ sót. Tư tưởng phải vững vàng. Tôi không cãi chuyện này với anh. Chuyện đánh nhau tôi rành hơn anh. Cứ quyết định như vậy đi. Báo cáo tư lệnh. Kỵ binh đội 4 của Điền Hoàng Thanh báo cáo với anh. Cho cả ngày chỉ được mấy người này thôi sao? Đủ rồi. Điền Hoàng Thanh, khẩu khí của anh mạnh lắm đấy. Anh có biết lực càn quét của quân địch đã sử dụng gần 50.000 người không? Anh tưởng anh là Triệu Tử Long sao? Lính trọng giỏi, không trọng nhiều. Lấy câu của tôi để bịt miệng tôi. Bá Tiêu, bắn họ cho tôi. Ba đồ. Bá Tiêu, cậu luôn nói cậu xuất thân từ Nam Thiếu Lâm. Xem người giỏi còn có người giỏi hơn. Xem ra anh đã chọn được người tài. Thế nào, có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ lần này không? Có. Chỉ cần tôi còn sống, đảm bảo đưa đội về cho anh. Được. Cái tôi muốn chính là thái độ như vậy. Như vậy đi. Cho Bá Tiêu đi theo các anh. Cậu ấy có năng lực trinh thám tốt. Các đồng chí, sinh mạng của mỗi chiến sĩ đều là tài sản quý báu của đất nước. Tôi lệnh cho các anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, còn phải quay về không thiếu một ai. Dân. Chờ chút. Sao vậy Lý Lão Thuyên? Phía trước đông người lắm. Bọn Nhật sao? Không phải bọn Nhật, có mười mấy con người. Có con đẩy xe, có con chạy.
Bọn Nhật thì sẽ không đẩy xe, họ có xe hơi mà. Đội trưởng, anh nhìn kia. Ba đồ, đi xem thử, có lẽ có thể nghe ngóng được tin tức của Liên bang. Ừ. Sao anh biết vậy? Đây là kinh nghiệm, cậu không hiểu đâu. Được rồi, đừng ra vẻ. Sao rồi ba đồ? Hôm qua người của chúng ta đánh nhau một trận với quân Nhật ở cách chỗ này không xa, nhưng vẫn không có tin tức của Liên bang. Là Hòa Lâm. Cách đây không xa thì đi xem thử. Là người mình đã gặp quân Nhật, cũng không biết họ là người của đội nào. Xuống ngựa đi. Kính lễ. Đi thôi. Nào nào, tìm được rồi. Tôi cứ cảm thấy cứ đùng đùng đi cứu một cậu bé như vậy. Tôi chưa nghe bao giờ. Giờ anh là một quân dân cách mạng, chức trách của anh là phục tùng mệnh lệnh, cho nên đừng nói mấy cái lời quái lạ đó nữa. Được rồi. Đâu mà dịu lời như vậy, đi cả ngày rồi không mệt sao? Ngồi nghỉ một chút không được hả? Như vậy đi, kể các anh nghe một câu chuyện nhé. Có ba anh em như vậy. Lão nhị, lão tam còn nhỏ. Lão đại vừa kết hôn, chưa bắt đầu cuộc sống vợ chồng thì đã phải ra chiến trường. Người cha không ở yên, cứ thế ra chiến trường tìm con trai. Nói là làm sao cũng phải tìm con trai lớn về, để con dâu có thai rảnh quay lại chiến trường. Con trai lớn là một liên trưởng, còn chưa chờ người khác nói gì đã tự mắng cha mình một trận trước, làm người cha bật khóc. Bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Người già cũng khó khăn lắm. Sau này lão đại không về nhà nữa, người cha cũng không chịu bỏ cuộc, đi tìm lão nhị. Vậy lão nhị thì sao, còn về không? Lão nhị còn ghê gớm hơn, cậu ấy không thèm gặp mặt cha mình luôn đấy. Trốn tránh. Ông cụ bỏ cuộc, chạy đến đoàn bộ để tìm đoàn trưởng. Nói là dù thế nào đoàn trưởng cũng phải ra tử lệnh. Đoàn trưởng nói thế nào? Đoàn trưởng nói chưa ra lệnh như vậy bao giờ. Chuyện này khiến cho ông cụ đã làm loạn trong đội một trận. Nhưng chuyện này cũng không xong, đành để con trai lớn tự giải quyết. Xem ra ba anh em này thực sự đã bất chấp gì cách mạng, thực sự là hảo hán. Người cha không sai, đã cống hiến hết tất cả rồi. Không thể để người ta tuyệt tử tuyệt tôn được. Phong kiến quá. Sao đâu anh chỉ có mấy chuyện này thế? Cậu thì hiểu cái gì? Theo tôi thì ba anh em đó không đúng. Cách mạng là cách mạng, không nên để người lớn mất đi niềm nhớ chứ. Đó là bất hiếu. Được rồi, lúc đánh trận đương nhiên không thể làm trái quân kỷ. Chuyện lấy vợ đó, cách mạng thành công đương nhiên là thành công. Lão đại và lão nhị đã hy sinh rồi. Tôi thấy ông cụ đã không còn hy vọng. Không phải đường do chúng ta tự chọn sao? Hơn nữa chẳng phải tìm được lão tam là xong sao? Ai biết cậu ấy còn sống hay đã chết? Im cái miệng thối của anh lại đi. Sư phụ không nói chuyện với cậu. Anh ấy đang làm lung lay lòng quân đó, anh biết không? Này thì giảm trúng cậu sao? Anh nói gì? Nói cậu đấy. Nói lại lần nữa xem. Nói lần nữa xem. Làm gì vậy Lý Lão Thuyên? Anh có thôi đi không? Hơn nữa Mã Tiêu nó không sai đúng không? Chúng ta phải cứu Nghiêm Quán Xuân lành lặn trở về. Không phải anh có thể hầu hạ cho cha mình rồi sao? Nói thì dễ, nhưng ở đây đông quân Nhật như vậy, chưa tìm thấy lão tam, chúng ta đã chết hết rồi tính sao? Đây là tử lệnh của tư lệnh, phải cứu Nghiêm Quán Xuân lành lặn trở về.
liên bang cũng phải đưa được về hết. Tôi đã nói đứa con trai này không thể chỉ vì quốc gia, vì kháng Nhật là kháng Nhật, chẳng phải lúc này cũng phải sống như bá tánh sao? Lý lẽ gì vậy? Nhưng giờ không phải thời điểm đó đúng không? Chẳng phải làm gì đó vì cách mạng, vì kháng Nhật nên mới không về kết hôn sao? Vì kết hôn xong là không thể kháng Nhật sao? Không thể làm cách mạng sao? Có thể, vì chẳng phải làm xong rồi sao? Lão Nghiêm vẫn còn huyết mạch, tại sao chúng ta phải dằn vặt như vậy? Nghe đi, nghe thấy chưa? Nói cả ngày Trung Quy lạnh sợ chết thôi. Nếu sợ chết thì đi về một mình đi. Được rồi, đừng nói nữa. Đây là khu địch chiếm đóng đấy. Mấy người muốn chết hết sao? Ngồi xuống, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Phía trước là khu chiếm đóng của địch. Mã Tiêu, đi xem thử tình hình, có chuyện gì quay về báo cáo. Dân, người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, chú ý cảnh giác. Dân, sao rồi? Phía trước có một thôn làng, hình như trong đó có bộ đội. Là bọn Nhật hay quỷ quân? Không biết, không dám vào. Vậy sao còn biết là bộ đội? Tôi thấy ngựa của binh lính. Vậy có thể nói rõ gì? Được rồi, đừng cãi nữa, đi xem thử là biết thôi. Mã Tiêu đi trước dẫn đường, người khác lên ngựa. Không có động tĩnh gì, làm sao đây? Tôi với Mã Tiêu lên trước xem thử, người khác ở yên chờ lệnh. Hay để mình tôi đi thôi? Không được, hai người để tiếp ứng cho nhau. Đi thôi. Đứng yên, không được động đậy. Người mình, đồng chí là ở đội nào? Tôi là người liên 2 đội 4, các anh của đội nào? Của tư lệnh. Đi thôi, đưa chúng tôi đi gặp liên trưởng các anh. Đi thôi. Ai đấy? Hoàng Thanh, Chu Chính. Sao anh đến đây vậy? Không ngờ lại gặp thằng nhóc này. Vừa rồi thiếu chút nữa tấn công nhau rồi. Mã Tiêu à? Mã Tiêu, sao anh cũng đến đây? Chẳng phải tôi phụng lời cấp trên, chấp hành nhiệm vụ với liên trưởng. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Có cần giúp đỡ không? Chuyện nhiệm vụ khoan hẳn nói. Mã Tiêu, gọi họ đến đây đi. Được. Hoàng Thanh, còn ai nữa? Hiểu Đông cũng đến đây đấy. Hiểu Đông cũng đến à? Hay quá. Không ngờ bạn bè chúng ta hiếm khi gặp nhau lại gặp nhau trong tình trạng như vậy. Ai nói không chứ? Sao liên đội các cậu ở đây, mấy đội khác đâu? Cũng mới đến thôn này sáng nay thôi. Đánh rồi dừng cả đường, bọn Nhật không chịu dừng lại mà. Đánh nhau thế này trong đội tổn thất nặng nề lắm, cũng không thể liên lạc được các anh em khác. Đại bộ đội sao rồi? Chúng tôi đã chạy thoát còn vòng dây của địch, chuẩn bị rút về phía nam. Rút về phía nam? Vậy chẳng phải căn cứ núi Đại Thanh sẽ mất sao? Theo như suy đoán của tôi, có lẽ chúng tôi sẽ về trấn Tây Bắc một thời gian. Nói sao thì mở căn cứ địa núi Đại Thanh cũng là chiến lược của Trung ương, nói chung sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, chúng tôi đã thành lập không ít nền tảng quần chúng, chắc chắn sau này sẽ đánh trả lại được. Lần này các anh đến để liên lạc với đội à? Không phải là có nhiệm vụ khác. Anh có tin tức của Liên Ba không? Lúc đột phá vòng dây, chúng tôi mất liên lạc với Liên Ba, tới giờ không liên lạc được. Thực sự không biết họ ra sao. Sao vậy? Tìm Liên Ba à? Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Theo như suy đoán của anh thì Liên Ba sẽ đi đường nào?
Theo như anh nói, căn bản Liên bang chưa đột phá được dòng dây. Nghe nói Liên bang bị địch bao vây ở vùng núi Mang Hãn. Theo như binh lực của địch ở vùng núi Mang Hãn, có lẽ họ xem đó như bộ tư lệnh, sẽ liều mạng điều binh về đó. Nếu như giờ Liên bang vẫn đang kiên trì thì chắc họ đang nhức giả lắm. Sao lại đưa ra kết luận này? Mấy hôm trước tôi có cảm giác kẻ địch sau chúng tôi càng lúc càng ít. Nói vậy cho dù Liên bang không bị tiêu diệt thì tình hình sẽ còn tệ hơn đúng không? Ừ. Tư lệnh bảo chúng tôi đưa Nghiêm Quán Xuân và Liên Ba về. Căn bản là không thể. Không được cũng phải được. Tại sao chứ? Nghiêm Quán Cảnh đã hy sinh rồi. Người trung học Thành Thành của chúng ta càng lúc càng ít. Giờ ba anh em nhà họ Nghiêm chỉ còn lại Quán Xuân. Cho nên là tổng và tư lệnh ra lệnh phải đưa người về. Thì ra là vậy. Các anh còn nhớ không? Lúc đó của mấy người chúng ta với Quán Xuân. Lúc đó trung học Thành Thành chúng ta vừa tham gia quân Nghĩa Dũng. Chớp mắt thì chúng ta đã trưởng thành rồi. Các anh đang nói gì vậy? Nghiêm Quán Xuân, ba anh em anh đều chạy đi tham gia quân đội. Cha anh biết không đánh chết anh sao? Cha tôi không thèm quản chúng tôi. Các anh nói xem suốt cuộc chiến tranh là thế nào. Nói thật, tôi vừa nghĩ đến chuyện đánh quân Nhật thì đã thấy căng thẳng. Thực sự muốn mau chóng xem thử suốt cuộc bọn Nhật có dáng vẻ thế nào. Dáng vẻ thế nào chứ? Thì một mũi, hai mắt còn có thể là quái vật được sao? Thực ra tôi cũng căng thẳng lắm. Đánh trận tôi thực sự không hình dung được nó thế nào. Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thì tôi thấy cứ cầm súng xông lên là được. Không được xem bọn Nhật đó là người. Muốn diệt Trung Quốc chúng ta thì phải bò lên xác của chúng ta. Tôi thấy đánh trận cũng như chúng ta đánh nhau thôi. Mặc kệ anh ra sao, cứ đánh mạnh vào là được. Đánh anh ta đau đớn, tự nhiên anh ta sẽ không dám ăn hiếp anh nữa. Đây là đánh trận, không phải đánh nhau. Tú Tài, tôi nói anh không hiểu đâu. Chỉ là cảm giác như vậy. Tôi với anh tôi đánh nhau từ nhỏ, chưa từng sợ ai. Chỉ nhờ vào nắm đấm thôi, có biết chưa? Nếu anh không có nắm đấm thì anh đánh không nổi, đương nhiên không đánh lại người ta rồi. Hiểu Đông, chuyện này tôi cảm thấy Quán Xuân nói có lý đấy. Anh tôi từng nói có một số người, anh nói lý với họ, họ lấy dao chém anh. Anh lấy dao chém họ, ngược lại họ bắt đầu nói lý với anh. Có lý, rất có lý. Hồi nhỏ tôi cứ bị ăn hiếp. À không, các anh đừng không tin. Tôi nói thật đấy. Lúc tiểu học tôi ốm lắm, cứ bị người ta ăn hiếp. Sau này có lần tôi không nhịn nổi, tôi cầm đá ném về phía tên mạnh nhất trong lớp. Lúc đầu hắn chảy máu luôn. Các anh đó xem như thế nào? Cha anh đánh anh không? Cha anh đánh mới đánh anh đấy. Sau đó không còn ai dám ăn hiếp tôi nữa. Sau đó tôi còn hiểu được một đạo lý. Đánh nhau thật sự không dựa vào thân thể, mà phải dựa vào chỗ này. Chỗ này mạnh thì không ai dám ăn hiếp nữa. Anh nói thật sao? Hiểu Đông à, anh đó rất nho nhã. Đàn ông không đánh nhau thì không gọi là đàn ông. Không ngờ hôm sau bạn Hiểu Đông đã đi đánh nhau với bạn học lớp bên cạnh thật. Hiểu Đông, sao hả? Lần đó đánh có đã ghiền không? Cả hiệu trưởng Lưu cũng ngơ ngẩn ra đấy. Mạnh Tú Tài của chúng ta lại đi đánh nhau với người khác, còn đánh thắng nữa chứ. Đừng nhắc nữa, sau đó tôi bị thầy Tần Lam phê bình một trận. Anh với Nghiêm Quán Xuân còn ở cạnh cười. Anh có ý gì? Đừng nói nữa, tôi thấy mấy anh có duyên với nhau lắm. Lúc đi học thì học chung. Thầy Tần Lam rất xem trọng các anh. Nói thật ấy, lúc đó mấy người chúng tôi không phục đâu. Không phục gì chứ, mạnh hơn anh mà. Được rồi. Thời gian qua nhanh thật. Giờ ngày nào cũng đánh nhau. Nhớ ngày tháng lúc đó cứ như một cơn mơ. Đúng vậy. Cứ như cách cả thế giới. Sư phụ, nước xong rồi. Nào nào, ngâm chân nào.
làm điếu thuốc sau bữa cơm sống như thần tiên. Theo tôi thấy, ngâm chân bằng nước nóng thì giống như hoàng thượng. Ba đồ, nấu nước chưa? Nào, mạnh hơn chút đi. Nhanh lên. Tôi thấy anh còn sướng hơn tư lệnh đấy. Ba đồ, để ý anh ta làm gì? Đây là phúc của sư phụ đấy. Thèm muốn sao? Cậu có bản lĩnh thì dẫn 80 đệ tử như cậu ấy đi. Anh thì có bản lĩnh gì chứ? Sư phụ tôi lợi hại lắm đấy. Một tay cầm súng, một tay bắn bách phát bách trúng đấy. Nổ sao? Tranh cãi với người như cậu ta làm gì? Cậu ta có biết gì về đời đâu. Đúng quần mới giá được mười mấy ngày thôi. Toàn nhờ tư lệnh khoe khoa cái gì chứ? Anh nói cái gì? Tôi nói gì anh không hiểu sao? Anh có quyền gì quản lý tôi? Chó cậy thế chủ. Anh dám đánh sư phụ tôi? Lão tử bắn cậu. Bắn đi. Làm gì đấy? Làm gì vậy? Đưa đi. Anh đóng tuồng gì thế? Lương Sơn Hảo Hán hay Lục Lâm Thổ Phỉ? Bắn thử tôi xem. Bắn đi. Có chuyện gì? Anh đã đánh sư phụ của tôi. Anh im đi. Ba đồ, bác cứ gì bưng nước rửa chân cho Lý Lão Thuyên. Mã Tiêu thấy ngứa mắt. Lý Lão Thuyên anh được đấy. Anh đổi tên thành Lý Lão Tài luôn đi. Bác cứ gì là đệ tử tôi, nó chấp nhận hầu hạ tôi. Liên quan gì cậu ấy? Vậy anh có quyền gì sai bảo ba đồ? Tôi cho anh biết, trong quân cách mạng ai cũng bình đẳng. Còn kéo bè cấp phái nữa, ai cho phép? Tư lệnh dạy anh đánh nhau sao? Anh ta mắng tôi là chó cậy thế chủ. Các anh nhớ rõ cho tôi, thân phận hiện tại của các anh là chiến sĩ Bắc Lộ Quân, là một đội. Nếu không thể đoàn kết thì dù có bản lĩnh thế nào cũng như đống phân chó mà thôi. Được rồi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Sau này còn tái phạm nữa thì về tự trừ điểm đi. Hoàng Thanh, Lý Lão Thuyên họ vi phạm quân kỷ nghiêm trọng, sao không xử phạt? Làm sao xử phạt? Bắt, nhốt hay chạy bộ? Cho dù thế nào cũng không thể thả như vậy, sẽ ảnh hưởng nhiều đến quân đội đấy. Trong thời kỳ này không thể nhìn việc mà xử. Hơn nữa đều là người có sở trường. Cứ vậy thôi đi. Gì mà cứ vậy thôi đi? Không nghe lệnh còn lén đánh nhau, như vậy mà là lính sao? Còn Lý Lão Thuyên đó nữa, anh ta có vấn đề tư duy nghiêm trọng đấy. Phải giáo dục tư tưởng anh ta. Được được được, tôi hiểu ý anh mà. Nhưng không thấy bây giờ nói mấy cái này quá muộn rồi sao? Hoàng Thanh, trước đây tôi nghe nói anh rất tùy tiện trong quân ngũ, không chú trọng giáo dục tư tưởng. Anh đừng có tùy tiện chụp mũ người khác. Tôi là trưởng quan quân sự, công việc chính trị là việc của chính quỹ. Có ý kiến đi tìm họ đi. Hơn nữa, tôi cho rằng một đội quan trọng nhất là sức chiến đấu. Đội không có sức chiến đấu xem như bỏ. Giáo dục tư tưởng cũng xem như bỏ sao? Tôi không nói như vậy. Hiểu Đông à, đội chúng ta khá phức tạp. Như Lý Lão Thuyên từng làm thổ phỉ, nhưng biểu hiện rất nổi bật. Tuy anh ta có tật xấu thế này thế kia, nhưng nói thế nào anh ta cũng là lính tốt. Anh không thể đánh chết người ta. Theo tôi thấy, người như vậy tốt nhất nên loại khỏi đội cách mạng chúng ta. Anh nhìn xem là kiểu sách vở rồi. Một đám người thô lỗ không có văn hóa, không hiểu kiểu như anh. Hơn nữa chủ tịch Mao cũng từng nói, đoàn kết chính là sức mạnh. Vậy tôi hỏi anh, họ có phải người xấu không? Không phải. Là địch sao? Cũng không phải. Họ là gì? Là đồng chí đây. Anh biết anh đang làm gì không? Làm gì? Bao biện. Tôi bao biện họ, anh quản nổi không? Ai có năng lực tôi dùng người đó. Anh có ý kiến thì tìm tư lệnh nói chuyện đi. Làm gì vậy? Giận thật sao? Sao đây? Tú Tài gặp binh, có lý nói không được đúng không? Hiểu Đông à, không phải tôi nói anh. Như thời gian này anh ở đây chưa lâu, không hiểu về các lão binh ấy. Nói lý luận chắc chắn tôi không bằng anh, nhưng nói dẫn dắt họ, dùng họ như thế nào, chắc chắn anh không bằng tôi. Chúng ta đang nói vấn đề khác nhau. Nó là một vấn đề thôi. Giờ chúng ta đã có nhiều người, sau này càng lúc càng nhiều người. Đúng, mỗi người đều phải được giáo dục nâng cao tư tưởng. Nhưng đây là vấn đề, cả cái cách và cả quá trình. Anh không thể cứ vậy đánh chết mọi người.
Tôi mặc kệ, sau này tôi quay về tìm tư lệnh để làm công tác giáo dục tư tưởng. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Vậy thì nói sao đi? Anh biết bây giờ nhiệm vụ của tôi là gì không? Nhiệm vụ của tôi bây giờ là nối kết họ lại để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bình an không thiếu một ai rồi đưa họ trở về. Được rồi, mau đi ngủ đi, mai còn phải lên đường nữa. Sao rồi? Liên trưởng, có bọn Nhật. Làm sao đây? Đội trưởng, sang ngoài trước rồi tính. Đi. Bên này. Hoàng Thanh, anh sao rồi? Mau đi đi. Chuyện gì thế này? Quân lính bọn Nhật đang ở thôn Đông. Các anh đi hướng Tây đi, chúng tôi yểm trợ cho các anh rút. Bớt nói nhảm đi, muốn đi thì cùng đi. Điền Hoàng Thanh là lúc nào rồi? Anh mau đi đi. Không được, không thể bỏ các anh lại. Hoàng Thanh, đừng quên nhiệm vụ lão Tổng Hà đã giao cho anh. Mau đi đi. Hoàng Thanh, nhiệm vụ quan trọng, không đi là không kịp. Tôi biết rồi. Nhanh lúc còn địch chưa bao giờ cắt ngõ, chúng ta chia nhau đi đi. Đội trưởng 1, có, anh dẫn 10 người, nhanh lên giúp Hoàng Thanh đột phá dòng dây. Người khác theo tôi, đi thôi. Thằng nhóc này nhất định phải sống sót đấy. Bảo trọng. Bảo trọng. Đi thôi. Đi. Các đồng chí xông lên cho tôi. Giết. Đi. Đi. Hiểu Đông. Hiểu Đông. Hiểu Đông, không sao chứ? Không sao. Mẹ nó, anh làm tôi hết hồn đấy. Các anh em, lựu đạn. Đi thôi. Làm sao đây? Hay là dòng về đi? Không được, phía sau còn có nhiều lính Nhật hơn. Vậy phải làm sao? Dòng ra phía sau bọn Nhật, chúng ta ném hết nó đi. Bá Tiêu. Sao rồi? Có cách không? Để tôi thử. Được, đi chuẩn bị đi. Bá Tiêu, lên.
Đi. Nghỉ ngơi tại chỗ. Ba đồ, cảnh giác. Dân. Hoàng Thanh, không biết Chu Chính họ có thoát ra được không? Còn có thể sao nữa? Mép chút hy sinh hai người rồi. Trời đất. Lý Lão Thuyên, anh nói gì chứ? Tôi nói gì hả? Chỉ mấy người thế này dám tới chỗ bọn Nhật kiếm người. Tôi thấy dân mồi vào miệng cọp. Có đường về không? Sợ chết thì đi về đi. Tôi sợ chết. Lúc tôi đánh trận không biết cậu ở đâu đấy. Anh đừng ra vẻ với tôi. Chỉ có mấy tên Nhật mà hù anh như vậy. Tôi sợ lần sau gặp bọn Nhật chắc anh không cầm nổi súng đấy. Anh nói gì vậy? Sư phụ tôi từng bò lên từ đống xác chết đấy. Bò lên thì sao? Càng về già càng sợ chết. Mã Tiêu, tôi biết anh là người bên cạnh tư lệnh, giác ngộ cao. Nhưng chúng tôi làm lính mạng không đáng tiền sao? Cũng không thể mơ mơ hồ hồ. Anh có phải lính không? Trên đường anh cứ nói suốt. Anh nói xem phải làm sao hả? Hỏi tôi làm gì? Cậu là lãnh đạo mà. Im bệnh hết cho tôi đi. Làm gì vậy? Xem mấy người các anh có giống lính không? Chuyện này nhắc nhở chúng ta, đây là khu Nhật chiếm đóng, lúc nào cũng có nguy hiểm, không được lơ là. Các đồng chí, tính đặc thù của nhiệm vụ lần này, hẳn chúng ta đã hiểu rõ từ lâu. Nó rất là nguy hiểm, sau này còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng chúng ta không được lui. Tôi biết các anh có nhiều suy nghĩ về nhiệm vụ lần này, nhưng tôi muốn cho các anh biết các anh là lính. Lính thì phải phục tùng mệnh lệnh. Hiểu thì phải chấp hành. Không hiểu cũng phải chấp hành. Tôi không muốn nói lời dư thừa. Tôi cũng sẽ không nói nữa. Xin sau này các anh hãy nhớ cho tôi, làm chuyện gì, nói chuyện gì cũng đừng quên thân phận của mình. Phải phối hợp với thân phận của mình. Lý Lão Thuyên, sao vậy? Hai con ngựa của người Nhật, chú ý ẩn thân. Hình như định đi dò thám. Khốn kiếp, nếu về được thì có thể hỏi được vị trí của Liên Ba rồi. Không được, nơi này rộng lắm. Chết thì dễ chứ bắt thì khó. Hơn nữa rất dễ đã thảo kinh xà. Bắt được cũng vô ích, chúng ta đâu biết nói tiếng Nhật. Nếu bắt được thì tôi biết tiếng Nhật đấy. Được rồi, Lý Lão Thuyên, anh đánh người, tôi đánh ngựa. Mã Tiêu, chờ sau khi người ngã ngựa thì bắt hắn về đây, chuẩn bị. Khốn kiếp, các người muốn làm gì? Hành thật một chút. Các người ưng trước có bao nhiêu người? Các anh muốn giết tôi sao? Có nhìn thấy đội của chúng tôi không? Qua quân Nhật chúng tôi sẽ không nói. Quân tôi sẽ cho các anh một cơ hội. Tôi không biết, các anh cứ giết tôi đi. Nói cái quái gì nãy giờ? Anh ấy nói không biết, không chịu nói gì cả. Phí lời với hắn làm gì? Ba đồ, cho hắn biết mặt đi. Người Mông Cổ chúng tôi cắt thịt dê giỏi lắm đấy. Nói không? Có nói không? Sư phụ, anh nói xem rốt cuộc chúng ta có tìm được Liên Ba không? Không tìm được càng tốt chứ sao. Là ý gì? Ý gì? Bác Ngư Nhi, cậu biết chuyến này chúng ta sẽ gặp chuyện gì không?
chỉ một chữ thôi. Chết. Sao hả? Sao? Có tin của Liên Ba không? Anh ta nói hai hôm trước đội họ đã bị chặn đánh ở vùng núi Mang Hãng. Đội chặn đánh rút theo đường núi. Nhưng có phải Liên Ba không thì anh ta không biết. Chắc chắn là Liên Ba rồi. Điện báo cuối cùng của họ là gửi ở vị trí gần vùng núi Mang Hãng. Chúng ta phải nhanh chóng đến đó thôi. Tin nhật này tính sao? Không lo được nhiều như vậy. Nhiệm vụ quan trọng. Tự sinh tự diệt đi. Đi. Sao rồi? Nhiều người lắm, chắc hơn 50 con ngựa. Không thể trực tiếp đánh. Bác Ngư Nhi, lấy hết bản lĩnh ra, chuẩn bị đồ trong rừng cho họ. Dân, người khác, ẩn nấp. Kịch hay vẫn còn, cứ chờ xem. Đội trưởng, cậu nhóc giỏi, tay chân lanh lẹ. Chúng ta chia ba đường, những lúc hỗn loạn trốn chạy đi. Đi về 10 dặm hướng Tây có một thôn dân cường. Chúng ta tập hợp ở đó, đi thôi. Đi. Hai người không sao chứ? Không sao. Không sao là được rồi. Mấy người Lý Lão Thuy đến chưa? Chưa đến. Chờ họ đi. Được. Nghỉ ngơi tại chỗ. Bác Ngư Nhi. Bác Ngư Nhi. Sư phụ. Sư phụ. Bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gân cốt. Nào, để tôi băng bó cho cậu. Nào, cắn nó đi, cố chịu nhé. Cố chịu đi, sẽ xong ngay thôi. Sẽ xong ngay thôi. Nào, cố chịu. Hoàng Thanh, họ không xảy ra chuyện gì chứ? Hay chúng ta đi xem thử? Được, lên ngựa đi. Sư phụ, may mà anh cứu tôi. Nói cái này với sư phụ làm gì? Tôi không cứu cậu thì ai cứu? Vừa rồi, tôi thấy đã cắt được đuôi mấy tên Nhật rồi. Chút nữa, chúng ta cởi quân trang ra, sẽ không ai nhận ra chúng ta.
Sư phụ, anh nói gì vậy? Tôi biết nhiệm vụ lần này không đơn giản, không chừng phải mất cả mạng đấy. Tôi còn ngu ngốc ở đây làm tinh hề sao? Sư phụ, ý anh là sao? Chúng ta nghiêm chỉnh đi làm một dân thường đi. Tôi đã ngán chiến tranh rồi. Chỉ với tay nghề của chúng ta, tìm một chỗ hẻo lánh nào đó có thể ăn ít một chút. Vậy chúng ta không làm bát lộ nữa sao? Không làm nữa. Tôi biết bát lộ tốt, đánh quân Nhật. Nhưng đánh Nhật đến năm nào chứ? Quân kỷ bát lộ thì nghiêm khắc, họ không thích người như sư phụ cậu. Huống hồ lần này chúng ta cũng không hội hợp với họ, sau này có truy cứu tội cũng không nhỏ. Tên họ Mạnh cũng không phải người dễ trêu vào. Tôi không chịu nổi cái tính đó. Chúng ta cứ làm dân thường đi. Xong rồi, đi thôi. Nào, tôi đỡ cậu. Sư phụ, bác ngư gì? Bác ngư gì? Cậu mau chạy đi. Bác ngư nhi, bác ngư nhi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đất lạnh lắm, cậu xem. Theo sư phụ về nhà đi, lạnh quá sẽ phá hoại gân cốt đấy. Bác ngư nhi, theo sư phụ về. Cậu xem cậu nhỏ bé như vậy. Lý Lão Thuyên, bác ngư nhi đã đi rồi. Không, bác ngư nhi đang ngủ. Lý Lão Thuyên, bác ngư nhi đang ngủ. Lý Lão Thuyên, bác ngư nhi đã đi rồi. Cậu ấy không đi. Cậu ấy không đi. Bác ngư nhi chưa chết. Bác ngư nhi, đều tại tôi đã hại cậu, đều tại sư phụ hại cậu. Lý Lão Thuyên, nói chúng tôi biết xảy ra chuyện gì. Thực ra chúng tôi mạo hiểm lớn như vậy để cứu Liên Ba họ, tôi cảm thấy không đáng. Không đáng. Đúng lúc là các cậu, tôi đã đưa bác ngư nhi đi. Đi đâu? Cậu có thể đi đâu? Bác lộ quân chúng tôi không dám về. Tôi cũng không dám làm hán gian. Tôi chỉ muốn sống thành thật, sống những ngày tháng bình thường như các bá tánh. Đội trưởng Điền, anh nói một câu đi. Muốn chém muốn giết tùy cậu hết. Lý Lão Thuyên, Lý Lão Thuyên, anh đã nói như vậy, tôi sẽ nói quân kỷ bắt lộ quân nghiêm. Nhưng mà tuyệt đối không ai bắt anh đi làm cách mạng. Nếu anh muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản anh. Các anh cũng như vậy, ai muốn đi cứ đi đi. Đội trưởng, tôi sẽ không đi.
không làm bắt lộ quân thì làm gì chứ? Tôi cũng không đi. Tôi phải trả thù cho bác ngươi gì? Tôi phải tiêu diệt đám quân Nhật khốn kiếp đó. Tôi trả thù cho bác ngươi gì? Tôi phải báo thù. Tôi phải giết hết đủ Nhật. Liên trưởng, anh tin tôi đi. Được, tôi tin anh. Lão Thuyên, tìm chỗ chôn bác ngươi nhi đi. Thế nào Mã Tiêu, có tin tức của Liên Bang không? Theo như bà con nói thì hai hôm trước có một đội Bát Lộ quân đã đi qua nơi này, đi theo sườn núi Hoàng Gia. Không biết có phải Liên Bang không? Đi đến sườn núi Hoàng Gia xem thử. Hoàng Thanh, phía trước là sườn núi Hoàng Gia. Cho dù đội đó là Liên Ba thì cũng không thể ở đó đâu. Cho dù có ở hay không thì chúng ta cũng phải đến xem thử. Cho dù giờ chỉ còn chút manh mối, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Bác Ngư Nhi đã hy sinh, nhiệm vụ của chúng ta thì chưa hoàn thành. Trên đường đến đây các anh có phát hiện một chuyện không? Đội ngũ của bọn Nhật đều tập kết ở vùng núi Mang Hãn. Chẳng lẽ là vì Liên Ba? Rất có thể. Họ giống như cây đinh đâm vào bụng địch. Chỉ khi quân địch nhổ được cây đinh này ra thì mới có thể ra tay đối phó với đại đội của chúng ta. Điều đó có nghĩa chắc chắn Liên Ba sẽ ở đó. Không sai, sườn núi Hoàng Gia chính là miệng núi của vùng núi Mang Hãn. Có lẽ đáp án của chúng ta đang chờ chúng ta ở đó. Đi thôi. Mọi người cẩn thận. Hoàng Thanh, chắc là do bọn Nhật làm. Sao cậu biết là do bọn Nhật làm? Có lẽ do thổ phỉ làm thì sao? Nếu thổ phỉ muốn cướp đồ thì giết nhiều người như vậy làm gì? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đi thôi, xem có ai còn sống không. Ai đấy? Mã Tiêu, đi xem thử. Dừng. Thế nào? Thế nào? Không còn ai sống, đã chết hết rồi. Chắc chắn nhờ bọn Nhật làm. Tôi phát hiện có nhiều dấu chân ngựa lắm, phải nhớ kỹ thù này. Được, mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải lên đường nữa. Lúc chúng ta đi có 6 người, giờ chỉ còn 5 người. Ngày mai, qua ngày mai sẽ còn được mấy người đây? Không ai biết được. Nói thật, ban đầu là tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Là người phụ trách của đội này, xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng không thể chạy trốn trách nhiệm. Nhưng mà càng vào lúc như vậy thì chúng ta càng phải đoàn kết.
càng phải không được mất đi ý chí. Nói hay lắm, anh em đồng lòng đồng tâm hiệp lực. Câu này nói nghe văn vẻ, tôi không hiểu lắm, nhưng tư lệnh bảo tôi làm gì thì tôi làm theo thôi. Chỉ cần có thể giết được nhiều tên lính Nhật hơn thì đi đâu đánh trận cũng như nhau. Hơn nữa, chúng ta đang đi cứu người, Bồ Tát sẽ phù hộ chúng ta. Bồ Tát phù hộ thì bác Ngư Nhi sẽ không chết. Lão Thuyên à, từ nhỏ Mã Tiêu, người ta đã trưởng thành trong miếu, anh tranh với cậu ấy làm gì? Tôi biết mọi người đều có ý kiến với tôi. Tôi cũng nói vài lời. Trước đó tôi từng nói, tôi cảm thấy lấy mạng chúng ta để đổi mạng họ Không đáng. Nhưng từ khi bác Ngư Nhi chết, tim tôi như bị mất đi gì đó. Giờ tôi mới cảm nhận được tâm trạng của người làm cha. Tôi cũng muốn bày tỏ, cho dù phải hy sinh cái mạng già này, cũng phải tìm được con trai cho lão Nghiêm. Tìm người giết luôn bọn Nhật. Chỉ có như vậy, người Mông Cổ chúng tôi nói một là một, nói hai là hai. Được. Mấy người các anh đều bò dậy từ cái chết. Nói các anh sợ chết là nhớ giận, nhưng không sợ chết không có nghĩa là không có suy nghĩ. Hôm nay đã nói đến đây thì tôi cũng nói vài câu. Nói thật, tôi cũng đang đồng đếm. Anh nói xem, có phải chúng ta đã hy sinh quá nhiều không? Sau này tôi mới hiểu. Anh nói xem, chúng ta chiến đấu là vì điều gì? Là vì chủ nghĩa Đảng Cộng sản, vì thành lập lý tưởng Trung Quốc mới. Đúng, những thứ này không sai. Nhưng tôi cho rằng đầu tiên là để cho các bá tánh bình thường đang sống ở phía sau chúng ta, cho họ một chỗ ở yên ổn, để họ có thể bình yên sống cuộc sống của mình. Để sau bữa trưa họ có thể ở khu giường của mình uống trà, nói chuyện. Để những cụ già hơn 60 có thể hưởng niềm vui con cháu đầy đàn. Để khoảnh khắc các bé nửa đêm tỉnh dậy có thể nhìn thấy cha mẹ của mình đang ở đó, nhẹ nhàng dỗ về chúng, sau đó bình yên đi vào giấc ngủ. Những thứ này là gì? Những thứ này là sinh mạng. Chính vì những sinh mạng này thì việc chiến đấu của chúng ta mới có ý nghĩa. Hoàng Thanh nói đúng. Chúng ta hy sinh vì cái gì chứ? Là vì hàng vạn đồng bào không thể hy sinh nữa. Vì để đồng bào có cuộc sống tốt hơn. Cho dù ngày mai có tìm được quán xuân hay không, cho dù chúng ta có thể sống sót trở về hay không, thì năm người chúng ta và cả bác Ngư Nhi trên trời không thể để cho người khác xem thường. Cho dù là hang sòng miệng hổ, chúng ta cũng phải xông vào, để cho đám Nhật đó biết người Trung Quốc chúng ta không dễ trêu chọc. Sao vậy Lý Lão Thuyên, có phát hiện gì? Mấy hôm trước ở đây có một đội quân, dấu tích sớm nhất chắc chắn là Liên Ba. Có căn cứ gì không? Cậu nhìn xem, ở đó sườn núi Hoàng Gia là đường phải đi khi muốn rút về kênh Hồ Gia. Dựa theo dấu vết này có thể tìm được vị trí Liên Ba sao? Từ dấu vết này thấy thì có binh lính đuổi theo Liên Ba. Rõ ràng là dấu vết khá hỗn loạn, mà dấu vết của binh lính phía sau lại rất chỉnh tề, thì chắc chắn là bọn Nhật. Tiêu rồi, Liên Ba gặp nguy hiểm, qua đi thôi. Đội trưởng, anh nhìn kia, là người mình. Lý trưởng, cứu không? Hoàng Thanh, chúng ta phải lên đường đấy.
nhiệm vụ quan trọng. Mỗi người hai tên, tốc chiến, tốc quyết, lên. Anh là người của đội nào? Liên ba, kỵ binh, độc lập, núi Đại Thanh. Anh là người của Liên ba sao? Tôi là chiến sĩ của tổ 2 Liên ba Tôn Đức Thắng. Các anh là... Chúng tôi là người của bộ tư lệnh. Các anh là người của bộ tư lệnh sao? Đúng vậy. Đội của chúng tôi đánh về rồi à? Chưa đâu, chúng tôi đang chấp hành một nhiệm vụ. Anh biết vị trí của Liên ba không? Không biết. Nhưng nghe nói hình như ở kênh Hồ Gia. Suốt cuộc cậu có phải người của Liên ba không? Tôi là người của Liên ba mà. Liên ba chúng tôi ở sườn núi Hoàng Gia thì gặp đại đội địch. Đội ngũ bị đánh tan tác, chia nhau đột phá vòng dây. Tôi bị thương, đến nhà một người dân dưỡng thương, sau đó đã mất liên lạc với đội. Vậy anh có biết Nghiêm Quá Xuân không? Nghiêm Quán Xuân, biết chứ. Thật sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Các anh tìm anh ấy sao? Đúng vậy, chúng tôi phải tìm được anh ấy. Anh ấy hy sinh rồi. Hy sinh rồi? Anh nói cái gì? Nghiêm Quán Xuân hy sinh rồi à? Chuyện khi nào sao anh lại biết? Ở sườn núi Hoàng Gia, lúc đột phá vùng dây, tôi tận mắt nhìn thấy một quả mìn nổ cạnh anh ấy. Quán Xuân đã hy sinh như vậy, vậy chẳng phải nhà họ Nghiêm tuyệt hậu rồi sao? Vậy phải làm sao? Vậy báo cho tư lệnh, hay là anh thấy sao? Liên trưởng, các anh đã rõ mọi chuyện. Tôi hỏi các anh, các anh thấy chúng ta nên quay về hay tiếp tục tìm kiếm Liên ba? Đã đến đây rồi, tìm thôi. Ba đồ, tôi không có ý kiến. Lý Lão Thuyên, Lý trưởng đi đâu? Tôi đi đó. Bác Ngư Nhi cũng nghĩ vậy. Được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đi thôi, đi. Sao rồi Lý Lão Thuyên? Chúng ta lạc đường rồi. Dấu chân ngựa đã bị tuyết phủ kín, căn bản không thể nhận ra. Lý Lão Thuyên, anh dẫn đường kiểu gì vậy? Bây giờ phải làm sao? Được rồi, Hiểu Đông, chuyện cũng không thể trách Lý Lão Thuyên. Muốn trách thì trách ông trời. Như vậy đi, cứ đi về phía trước, qua ngọn núi này rồi tính. Mọi người lên ngựa đi. Rồi Lão Thuyên. Liên trưởng, chỗ này chúng ta từng đi qua rồi. Dòng cả ngày lại quay về chỗ cũ à? Tiếp theo phải làm sao? Cứ đi thẳng đi. Liên trưởng, chân của tôi chịu không nổi nữa. Nghỉ ngơi một chút đi. Được, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Đã vòng quanh dòng núi này 3 ngày rồi, vẫn chưa tìm được đường ra. Mọi người 2 ngày không được ăn gì rồi. Cứ như vậy mãi không được đâu. Có bác Ngư Nhi ở đây thì hay rồi. Thằng nhóc này lúc nào cũng tìm được đồ ăn trong núi. Liên trưởng, khi nào không ổn thì chúng ta giết ngựa thôi. Không được. Sao lại không được? Thì không được đấy.
Được rồi, đừng cãi nhau nữa, không thể giết ngựa, giờ vẫn chưa phải lúc. Mọi người kiên trì một chút nữa đi. Như vậy đi, Mã Tiêu, Ba Đồ, lên trước xem thử có tìm được gì ăn không. Được. Liên trưởng, Liên trưởng, cái này ăn được không? Có độc không? Chắc chắn là ăn được mà, còn hơn đói chết. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Chúng tôi bị các anh ấy ăn trúng đồ có độc, may mà chưa ăn nhiều, bằng không thượng tiên cũng bó tay. May mà có ông. Tôi là Triệu, Triệu Tử Long, gọi tôi là Lão Triệu được rồi. Đi săn đây. Họ không sao chứ? Không sao đâu, tôi nấu thuốc cho họ rồi, giải độc hết là được. Cậu em này, may mà các cậu có ngựa đấy, bằng không lão cũng không cõng các cậu về được. Vậy ngựa của chúng tôi thì sao? Yên tâm, ở khu rừng phía sau nhà. Suốt cuộc các cậu là ai vậy? Sao lại chạy lên núi? Chúng tôi là Bát Lộ Quân, bị lạc đường trên núi. Bát Lộ Quân? Bát Lộ Quân đánh Nhật à? Dũng chỉ nghe nói lần này có thể gặp thật rồi. Người Nhật đi khắp nơi tìm các cậu, các cậu phải cẩn thận đấy. Anh yên tâm đi, chờ bọn họ tỉnh lại thì chúng tôi sẽ đi ngay. Vậy không được, lão không hiểu lý lẽ gì, nhưng các cậu dám đối đầu với quân Nhật là rất giỏi. Yên tâm đi, cứ ở đây đi, chỗ này ít người đến lắm, các cậu cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Ý tốt của anh tôi xin nhận, chúng tôi còn có nhiệm vụ, không thể để lỡ. Vậy không được. Châu Tử, Châu Tử, họ tỉnh rồi sao? Vậy con mau nấu cháo cho họ, cắt thêm ít thịt vào cho họ ăn, nhanh lên. Nằm đi, cứ nằm xuống. Cô ấy là cháu gái tôi, từ khi ra đời đã không biết nói, cha mẹ đã chết từ lâu, luôn ở đây với tôi. Được rồi, tôi đi nấu thuốc cho cậu. Người Nhật. Châu Tử, nhanh lên, đưa họ ra sau hậu viên cùng nhau trốn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Thank you.
bọn Nhật khốn kiếp. Khốn kiếp, tao liều chết với bọn mày. Lão Thuyên Tử, chúng ta còn phải đến sườn núi Hoàng Gia tìm Liên Ba. Liên trưởng, bọn Nhật khốn kiếp, tao bắt mày nợ máu trả máu. Lý Lão Thuyên, có lần theo dấu vết tìm chúng cho tôi. Dân, đi. Có tiếng súng. Lý Lão Thuyên, trước mặt là chỗ nào? Không biết nữa. Mã Tiêu, đi xem thử. Mọi người chú ý ẩn nấp. Được. Chuyện gì thế? Một bọn Nhật đang đánh một thôn làng. Chắc chắn trong đó là người của chúng ta. Có bao nhiêu lính Nhật? Hơn 50 người một tiểu đội. Dựa theo tiếng súng để phán đoán thì đội của bọn Nhật bao nhiêu không nhiều. Đi xem thử đi. Đồng chí của đội nào đấy? Chúng tôi là người của Liên Ba, đội 1 đoàn 715 của Liên Ba sao? Đúng vậy. Hoàng Thanh, Quán Xuân. Quán Xuân, là Nghiêm Quán Xuân. Sao anh vẫn còn sống vậy? Không phải anh chết rồi sao? Tôn Đức Thắng nói tận mắt nhìn thấy anh bị nổ chết. Xem như tôi mạng lớn đi. Bị nổ bay đi. Tôi văng ra xa không bị thương nhiều, chỉ hơi đau đầu một chút. Cuộc chiến chưa kết thúc thì tôi đã tỉnh rồi. Đầu óc thì trống rỗng. Cùng với người của Liên Ba tiểu đội 1 rời khỏi sườn núi Hoàng Gia trước. Thằng nhóc này đúng là phước lớn mạng lớn. Sao các anh đến đây? Là tư lệnh bảo chúng tôi đi tìm các anh về. Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Cảnh giác có người. Anh, đi theo tôi. Đi. Anh Hoàng Thanh, rốt cuộc là chuyện gì? Quán Xuân, anh hai anh Quán Diệu hy sinh 3 năm trước đúng không? Đúng. Thì sao? Anh cả anh Nghiêm Quán Cảnh cũng đã hy sinh rồi. Chuyện khi nào? Trận đấu trước. Tôi lệnh nhận được tin, bảo tôi đưa anh về. Tôi không đi, tôi phải chiến đấu với đội của tôi. Đây là lệnh của lão tổng hạ. Anh cả tôi chết rồi, anh hai cũng chết rồi. Tôi là em trai của họ, mà tôi lại đi về sao? Sao ăn nói với họ được? Có phải anh chết rồi mới xứng với họ không? Từ khi tôi tham gia chiến đấu, tôi đã sẵn sàng để hy sinh rồi. Nói bậy. Anh chết rồi, cha của anh ai lo? Dù sao hôm nay tôi cũng không theo các anh về. Mạng của tôi là mạng, mạng của người khác không phải mạng sao? Thằng nhóc này nghe tôi nói, hôm nay có phải trói cũng phải trói về cho bằng được. Có bằng lĩnh thì làm đi. Bọn Nhật bên ngoài cũng không đồng ý đâu. Liên trưởng các anh đâu? Tôi nói chuyện với anh ấy, anh ấy hy sinh rồi. Ai phụ trách? Tôi. Quân quan trọng đội đã hy sinh hết rồi, chỉ còn lại hơn 50 người thôi. Vì có rất nhiều học sinh trong trung học Thành Thành, họ tin tôi, bảo tôi phụ trách tạm thời. Anh nhìn đội chúng tôi đi, vừa đánh vừa rút, ngày nào cũng có người hy sinh. Không có đạn dược thì chúng tôi tìm trên xác của kẻ địch. Không có đồ ăn
thì chúng tôi ăn quả dại, ăn cỏ. Giờ anh bảo tôi đi về sao? Sao mà tôi có thể xứng đáng với họ được chứ? Tôi không nói nhiều với các anh nữa, tôi đi chiến đấu đây. Quán Xuân, thằng nhóc này được lắm, trưởng thành rồi, mạnh mẽ đấy. Bây giờ phải làm sao? Sao tôi biết được? Nhưng dần sau thì chúng ta cũng phải đưa cậu ấy về. Sao rồi? Chút nữa địch sẽ tấn công, tôi sẽ tổ chức tấn công ngược để tấn công họ. Chúng ta giết hết lũ vật này. Nhóc con, muốn làm gì? Ở lại là chết, xông ra cũng phải chết, chi bằng chết cho sảng khoái đi. Nghe cho rõ đây, muốn chết thì cùng chết, muốn sống cùng sống. Anh nghe đây, nếu như anh chết thì Liên Ba sẽ biến mất, cho nên vì Liên Ba anh phải tồn tại, có hiểu không? Hiểu rồi. Đánh cho tôi. Bắn. Hết đạn rồi. Phóng lưỡi lê. Các anh em, giết cho tôi. Quán Xuân, Ba Đồ. Hoàng Thanh, chúng ta không thể ra đó. Giết được người nào hay người đó, giết cho tôi. Giết. Hoàng Thanh, Hoàng Thanh. Hoàng Thanh, Hiểu Đông, Quán Xuân, Chu Chính, sao anh lại ở đây? Lúc di chuyển tôi có nghe tiếng súng bên này, vội qua đây. Các anh không sao chứ? Được, giao chỗ này cho tôi đi. Các đồng chí, lên. Hoàng Thanh, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sống là được rồi.
Một năm sau, Nghiêm Quán Xuân cũng đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu. Cha của ba anh em nhà họ Nghiêm không hề rơi lệ. Ông ấy vẫn sống cho đến khi chiến tranh kết thúc. Nhìn thấy Trung Quốc mới được thành lập, ông ấy đã xem những học sinh trường trung học Thành Thành và những chiến sĩ trong đội 4 như con của mình.愿征金丝旁，有我诚诚读。